Các bạn nha, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách drop nhận được 5 đồng token RED Bitcoin. Một số thông tin về đồng token này, số tổng cung phát hành ít lắm, chỉ có 900 ngàn thôi. Đã có 1110 địa chỉ holder và đã phát sinh 2629 lần giao dịch nhé. Ok, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website clam.drop.net. Link truy cập website được mình để phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website, các bạn làm theo hai bước hướng dẫn website đến với giúp mình. Bước 1, các bạn sao chép contract này. Các bạn có thể sử dụng nút copy contract nhanh ở đây và quay sang ví MetaMask hoặc ví Trust Wallet của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token vào ví cho mình, ký hiệu RBTC, số tập phân 14. Các bạn nhấp tiếp theo, nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website clam.drop.net, truy cập vào bước 2 đây, một cái link rút gọn đây nha, để nhận token. Nếu bạn muốn mua thì bạn có thể bỏ một số vốn nhỏ là 0,01 BNB, bạn sẽ nhận được 100 đồng token này nhé. Nếu mà bạn clam thì bạn kéo xuống phần bên dưới đây, yêu cầu an drop clam drop đấy nhá. Đấy, có kết nối với ví, các bạn nhấp tiếp theo và kết nối. Kiga là 0,000553 BNB, các bạn nhấp xác nhận cho mình nha. Rồi giao dịch cho được xử lý nha. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website clam.drop.net nha, để cập nhật những dự án miễn phí và thưởng thức cần mới nhất nha, để bên mình cập nhật trên web hàng ngày nhé. Còn nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch sàn ba lần thì bạn có thể vào đây để đăng ký để hưởng 1% giao dịch trọn đời nhé. Còn nếu ngoài ra bạn có thể đăng ký nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác như Remetalo, MXC, OKX, Hobby, Hotbit, FaZe và nhiều tài khoản giao dịch khác, các bạn có thể vào đây để đăng ký nhé. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách để nhận được 15 đồng token Bitcoin RED Bitcoin. Thì các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất mình đăng tải lên YouTube. Rồi, thì video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.